À, trong những cái tháng năm mà học tại Úc như vậy á, thì Thảo có nhận được những cái sự trợ giúp hỗ trợ thêm gì từ phía trường SCU, nghĩa là những cái hoạt động ngoài học tập á, những hoạt động ngoại khóa vân vân, mình sinh viên mà có phải tham gia không? À, như Thảo đã nói, ai cũng biết ở Úc là một nước đa văn hóa, do đó nhà trường rất là tôn trọng cái văn hóa riêng của các nước. Thì hàng năm tụi mình được tổ chức một cái hội chợ để có thể đem quảng bá những cái văn hóa của nước mình đối với lại các bạn bè quốc tế. Ví dụ như là mình có thể mặc áo dài để mình hát múa những bài dân gian, hoặc là giới thiệu đến các bạn những cái món ăn dân gian của mình.